Đây mình quay cho các bạn xem cái hồ cá của mình. Bình thường cái hồ này mình không có sử dụng lọc oxy hay là gì hết á. Nhưng mà tại hôm nay đó mình thấy một tháng rồi nó để phân cặn thôi, cặn hơi là nhiều. Với lại rêu nó bám lên cái thành kính này, nhìn nó rất là dơ. Cho nên là mình mới bỏ thêm một cái máy bơm. Máy bơm công suất nhỏ dưới đây nè. Để coi nó hút được bao nhiêu nó hút, nhưng mà lấy bông lọc á, mình để lên đây này. Lúc đầu nó màu trắng nhưng mà sau khi nó hút một thời gian cỡ 1-2 tiếng gì đó thì nó lại thành màu màu đen màu nâu như này, này. Nó khá là dơ đó. Nên đó là lý do tại sao mình phải cần dùng cái máy bơm để hút đáy, nếu mà mình không thể nào có thời gian để mà ngồi hút đáy được. Với lại mình sẽ quyết định đi mua một con cá lóc kính. Về nó lâu nó bám cái thành, nó lâu cái thành này dơ quá, nhìn không rõ. Vì nó có một cái lớp rêu nó bám ở đây thì rất là khó nhìn. Cá thì đang như heo các bạn ạ. Cá mình nhiều loại đa dạng, nói chung nó có nhiều loại nó đẹp. Chứ còn mình nuôi một dòng thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó không có sự đa dạng, ngắm hoài nó cũng chán. Cứ cho nó lai tạo lung tung quá, nó có ra nhiều cái biến thể, nhiều con nó mình không biết được lớn lên nó sẽ đẹp hay không, nhưng mà tức là mình rất là thích nuôi chung nhiều loại, nó có nhiều màu sắc khác nhau, nhiều kiểu dáng hình ảnh khác nhau. Đây này, mình thích những cái con mà con này gọi là cá tạp, nhưng mà cái đuôi nó rất là to, và mình nuôi chung để cho nó ra nhiều cái con khác, nó cái đuôi nó to như vậy này. Bây giờ đi ra ngoài thị trường ít thấy con nào đuôi nó to nhỉ, mà mình thích chơi cái dòng đuôi to như này. Toàn coi với lại full gold thì mấy con này mình nhìn cũng ok rồi, nhưng mà tùy mỗi người thôi, có người thích đuôi to có người không thích đuôi to, nhưng mà mình thích nó lai tạp lung tung, bởi vì nó duy trì nhiều cái giống mà nó tạo ra cái giống đẹp, thì biết đâu mình thích chơi lại da rắn cho nó nè. Rất là đẹp. Khi nào vậy? Giờ ra mua coi nó khó lắm, 30.000 cặp chứ đâu rẻ đâu. Tiger này, Tiger ri bông, nhìn nó đẹp giống như mấy con rồng, cá rồng vậy. Các bạn ngồi ngắm cá thư giãn nha, mình sẽ không nói.